Hello, xin chào anh em nhá. Mỗi anh em được một con rồi. Má trắng cực VIP luôn. Nhưng mà hôm nay mình đi mình không đem máy quay, sáng ra đi vội quá. Xem con này có ma lỡ ước gì chưa mà đấu ác phết. Mỗi anh em được một con. Thử xem đẹp không? Đang thấy lông con này như đang chuẩn bị sang ma lỡ rồi nhỉ? Ở đây đang đang thay lông cánh rồi. Cầm hộ anh con nữa ra đây. Mỗi anh em được một con rồi. Đây lòng mẹ của anh nhân thằng em. Mỗi anh em được một con. Này đi vội quá không có đem máy quay đi không thì hôm nay clip hơi hay ấy. Quay bằng điện thoại. Cái anh lại cái chốt rồi đấy, ấn xuống. Nó cũng kiểu đang thay lông rồi nhỉ. Đi, đem ra kia đi. Đem kia gỡ đi. À, tình hình bây giờ đang cho kè mồi. Mỗi em được một con ma trắng. Hai con này căn bản vừa nãy nó cũng đẻ gần nhau rồi cho nên giờ nó không đấu mấy. Đi bẫy vội quá cho nên là bây giờ quên không cả đem túi đâu, đem túi bổ với lại máy quay. Hai nghệ nhân đi bẫy không đem túi. Giờ đựng ở đâu giờ, thôi giờ có đem về. Rồi cứ để cả lông. Thôi đi về đi, cứ cầm cầm cá như này về.